Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Bài này Khải Toàn xin chia sẻ vài mật mã của bốn con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Những ai sinh năm hoặc tháng sinh có bốn chữ này sẽ có những mật mã sau đây. Bạn biết con giáp năm sinh của mình mới chỉ biết 2-3 phần, biết thêm tháng sinh, biết thêm ngày giờ sinh, biết gần trọn lá số. Vì xét mệnh xét theo bát tự tứ trụ nên xét cả ngày giờ và giới tính. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là những con giáp có cơ hội về tài phú, có nhà cửa đất đai, có tài nghiên cứu sáng tạo hơn những con giáp khác. Chỉ là có cơ hội hơn, không phải ai tuổi này cũng có những đặc tính ấy. Giả dụ người tuổi Tuất lại sinh tháng Mùi là người có cơ hội lớn về điều tốt lành ấy. Nếu sinh ngày hành mộc thì có nhiều cơ hội về tài phú hơn nữa. Để tìm ra ngũ hành ngày tháng năm sinh, các bạn vào app lịch Việt tự tra hoặc vào website Khải Toàn tra cứu rất đơn giản. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là tứ khố. Thìn là thủy khố, Tuất là hỏa khố, Mùi là mộc khố, Sửu là kim khố. Giả dụ mệnh của bạn khuyết thủy mà thủy lại là cung tài, gặp thời vận có thìn sẽ có nhiều cơ hội phát tài. Thìn Sửu là thổ ẩm, Tuất Mùi là thổ khô. Mệnh có bốn mật mã này đại diện nhiều cơ hội về tài lộc hơn mệnh khác. Mệnh nhiều thổ đại diện cho nhà cửa đất đai, đại diện cho lòng dung dưỡng, lòng bao dung ban phát. Nhưng hãy cẩn thận, trong bát tự tứ trụ nhiều quá, nhiều thổ quá mà thời vận không đẹp, gặp thêm thổ thường là xung khắc, thường khó làm mệnh tốt. Các bạn lưu ý, mệnh nhiều thổ chứ không phải nói về mệnh thổ. Khải Toàn trình bày theo bát tự tứ trụ, tính cả ngày giờ sinh. Thế nào là mệnh khuyết thổ? Nếu bạn quá nhiều mộc, tức sinh tháng Mão Dần, thường cần thêm thổ để bổ khuyết. Mệnh nhiều thổ là có cơ hội về điền trạch và lòng bao dung, nhưng quan niệm mệnh khuyết ngũ hành là cân bằng. Một lá số quá nhiều một hai ngũ hành không phải lá số đẹp. Khải Toàn sẽ nêu vài ví dụ về mệnh thiếu thổ và mệnh giàu có ở phần sau. Đời này có được những tài hoa của tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, tức trước bạn đã tu pháp bố thí. Đời này bạn lại có dung mạo ưa nhìn, tức đời trước bạn tu pháp bố thí lời thiện lành. Bạn muốn kiểm chứng nhân quả như thế nào? Hãy thử trồng hai cái cây, một cây chăm sóc tốt, nói lời chân thiện, và cây kia thì ngược lại. Sau một thời gian sẽ có kết quả. Tướng mạo của bạn có thể thấy được trong sinh thần bát tự. Thấp bé hay cao lớn là định số, khó gần hay ưa nhìn cũng là định số. Nhưng cổ nhân bảo rằng sau 3 hay 40 tuổi bạn có thể thay đổi dung mạo của bạn. Vạn pháp từ tâm tưởng sanh, thế thì dung mạo sắc diện cũng từ tâm mà sinh tưởng. Bỏ đi vọng tưởng, lìa được chấp tướng, ý niệm có ý chí thiện, trong 3 năm gương mặt của bạn sẽ hoàn toàn khác đi. Thần sắc tươi sáng hơn rõ ràng, đẹp hẳn ra so với diện mạo xưa kia. Vì sao Khải Toàn lại nói những việc này? Vì Khải Toàn chú trọng sự tự tu hơn là phong thủy. Sự tự tu là gốc, phong thủy chỉ là cành lá. Người không tu dưỡng tâm tánh, có dùng bao nhiêu phương tiện, dùng bao nhiêu phong thủy cũng khó lòng bồi phước. Tu nói đơn giản chỉ là chỉnh sửa tâm ý, chỉnh sửa hành vi, sám hối lỗi lầm của quá khứ, đoạn trừ chấp ngã. Mời các bạn đón xem thêm bài sau về chủ đề tâm thiện tướng chuyển. Nếu người sinh năm hay tháng có chữ thìn đại diện cho người có khí chất, có tài hoa rất biến hóa, thì người sinh năm hay tháng có chữ sửu trầm tĩnh, nhẫn nại, phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống mới có thể đạt được thành tựu.
Người sinh năm hay tháng có chữ Tuất Mùi là nhóm có tham vọng lớn. Trong đó, mật mã Tuất đại diện cho người có tầm nhìn, kiên trì, chịu khó, luôn tìm thấy cơ hội về công danh. Còn người mang mật mã Mùi là nhóm người có tham vọng, họ luôn có những phát minh, sáng tạo và ý chí cao. Thìn Tuất Sửu Mùi được xem là tứ khố, tức là thương khố. Thời xưa, mệnh sinh năm tháng Thìn Tuất Sửu Mùi được xem là mệnh của quan. Vì khố đại diện cho tích trữ, đại diện cho nhà cửa đất đai. Họ là nhóm người bình hòa trầm lắng. Họ không quá bảo thủ kiêu căng như nhóm người có mật mã Tý Ngọ Mão Dậu. Cũng không có sự biến hóa như Dần Thân Tỵ Hợi, nhưng phẩm chất của họ là sự trầm tĩnh, kiên trì. Trong thiền định, sự trầm lắng, định tĩnh là chìa khóa dẫn đến nhập định, là chìa khóa khai mở trí huệ. Vì vậy, người có mật mã Thìn Tuất Sửu Mùi ở năm hay tháng sinh sẽ có những phẩm chất tốt đẹp ấy, và cả lòng bao dung, lòng ban phát, là những người hết lòng vì gia đạo. Vì Thìn Tuất Sửu Mùi là thổ, thổ là dung dưỡng cho sự vạn vật. Khải Toàn xin nhắc lại, xem mệnh nên xem tất cả mật mã của năm tháng ngày giờ, không chỉ xem theo năm sinh. Giả dụ người tuổi Mùi sinh tháng Tuất, sinh ngày Thìn và cả sinh giờ Sửu là người hội đủ tứ khố. Mệnh có tam hoặc tứ khố thường là mệnh giàu có. Khải Toàn xin lấy ví dụ về mệnh có tam khố này. Anh sinh năm 70, sinh năm Tuất, tháng Tuất, ngày Sửu, tức anh thuộc nhóm kiên trì, chịu khó, có ý chí, luôn thấy cơ hội về công danh. Người có cả hai chữ Tuất ở năm và tháng là mệnh có nhiều cơ hội về tầm nhìn, ý chí vượt trội. Thực tế ngoài đời, anh là người có ý chí khỏi phải bàn. Anh sinh mệnh ngày hành quý, quý hành thủy âm. Đa phần người sinh mệnh ngày quý thủy âm thường có tướng mạo từ vừa đến trung. Tất cả những người sinh hành âm thường như vậy. Sinh ngày hành thủy, cung tài lộc là hỏa, cung công danh, chức vị là cung thổ. Mệnh gốc hỏa thổ chiếm phần lớn lá số, là mệnh có tài phú lẫn chức vị công danh cao. Tài vượng thì thân nhược, ấn nhẹ. Nếu tiền tài quá vượng, bản thân sẽ suy nhược, cung mẹ và quyền lợi kém đi. Tài vượng kèm theo tình cảm dễ biến động, dễ tái hôn. Thực tế ngoài đời có đôi phần khác với mệnh lý. Tài lộc công danh của anh rất tốt, gia đạo cũng tốt. Nếu xét theo vận mệnh, lá số này tài lộc vượng nhưng tình cảm dễ kém duyên. Vì sao thực tế không như vậy? Đó chính là bản thân anh chị đã vô tình tu pháp bố thí. Bố thí lòng nhân ái, bố thí tri thức. Anh đã đào tạo dung dưỡng nhiều học viên từ sơ cấp đến thành danh, có cả những vị có chức vị cao sau này. Chính những hạt giống thiện lành anh đã làm trước kia đã thay đổi phần nào về tình cảm, giúp trọn vẹn hơn. Vì vậy, các bạn không nên kỳ vọng rằng phong thủy hay ai đó giúp bạn trả những món nợ mình đã tạo, dù là nợ tiền bạc hay nợ nghiệp duyên. Dùng phong thủy phù hợp, Khải Toàn dùng từ phù hợp, không phải từ tốt xấu, giúp bạn thêm cơ hội thuận lợi. Gặp bậc thiện tri thức, nghe lời lành, được lan tỏa năng lượng thiện lành, cho bạn thêm cơ hội tốt, cho bạn thêm nhiều động lực. Phong thủy tốt hay bậc thiện tri thức cũng là những phương tiện trong cuộc sống. Mệnh của bạn là định số. Giả dụ trong mệnh của bạn có các mật mã Thìn Tuất Sửu Mùi, tức bạn có nhiều cơ hội hơn người khác về tài phú, có nhiều cơ hội hơn về tài hoa, lòng ban phát bao dung. Cũng chính vì định số, nghiệp lực sẽ khác nhau, phước về tướng mạo,
trí thông minh, giọng nói hay tình cảm. Ai cũng có phiền não cả. Hiểu được bản mệnh ra sao giống như bác sĩ tìm ra được bệnh. Việc còn lại chính bản thân mỗi người tự chữa bệnh. Phong thủy không thay đổi được nghiệp lực, cũng như bác sĩ không chữa được thọ mạng. Chỉ có sự tự tu, chỉ có bố thí mới có thể bồi phước. Tu phước thì được phước, tu huệ thì trí sáng. Vì thế Đức Phật mới dạy, chúng sanh muốn gia tăng phước báo phải phước huệ song tu. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.